Console. Hàm. Thì các bạn còn nhớ gì về hàm ở trong JavaScript không? Thanh. Bắt đầu bằng function. Tên hàm. Tôi thấy nó thiếu thiếu cái gì ạ? À? Ai gọi là biến vậy? Đây nha, nhớ lại nào. Thứ nhất chúng ta phải nhớ lại được cái khái niệm về hàm. Hàm số là một tập hợp các câu lệnh. Được chưa? Có thể là một, có thể là nhiều. Được đặt tên. Được chưa? Đây, ví dụ đây. Function. Cú pháp của nó là function. Tên hàm, ví dụ như tính tổng. Đúng không? Đóng mở ngoặc tròn, sau rồi code nó sẽ được viết ở trong cái phần đóng mở ngoặc nhọn, xong chưa? Và sau đó thì sao? Viết lệnh ở đây, ví dụ đây là câu lệnh 1, đây là câu lệnh 2, đúng chưa? Câu lệnh n, được chưa? Đây, tập hợp các câu lệnh được đặt tên, đây tên nó đây, xong chưa? Cương. Có hiểu gì không? Rồi. Cái việc tiếp theo này, chúng ta lưu ý. Cái việc bây giờ tôi phải làm rõ cái phần này cho các bạn trước. Đó là cái phần hiện tại chúng ta đang làm á. Hiện tại chúng ta đang làm á. Người ta gọi nó bằng cái khái niệm là định nghĩa hàm. Định nghĩa. Giống như chúng ta có nhớ cái nhà chúng ta có máy xay sinh tố nhưng mà không biết nó trông như nào, biết tác dụng của nó là gì không, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái cối xay như này, đúng không? Ở dưới này nó là một cái cục gì đấy, mấy cái nút, đúng không? Ở đây chúng ta nhét vào quả vào đây, không nhận thì nó sẽ tiến hành thực hiện một cái chức năng nào đấy. Tôi đấy biết có thể là cho thịt lên nó xay thịt, còn nếu mà cho nước và hoa quả thì nó thành nước sinh tố này, đúng không? Thì cái máy xay sinh tố này nó cũng giống như hàm, nhưng mà tuy nhiên chúng ta để ý này, cái việc mà chúng ta ra ngoài siêu thị đó bên máy sinh tố về nhà, cái việc này nó có giúp chúng ta tạo ra nước hoa quả không, đúng không? Cái việc này chỉ đơn giản cho chúng ta kéo về nhà một cái công cụ để chúng ta có thể đủ khả năng thực hiện một cái nhiệm vụ đấy, quan trọng là mình chưa dùng. Thì cái việc ở đây nó cũng tương tự như vậy, chúng ta đây là đang đang tạo ra một cái xe sinh tố, được chưa? Tạo ra xong rồi bây giờ mình muốn dùng thì mình phải cho đủ nguyên liệu vào, được chưa? Nguyên liệu này nó có thể tùy biến, nó không cố định, đúng không? Nhưng mà ở đây cái hàm của chúng ta đang chưa có nguyên liệu này, đúng chưa? Thì chúng ta có thể nhét thêm nguyên liệu vào đây bằng cách là tạo ra các cái biến, ví dụ số a phẩy số b như này, đúng không? Thì đấy là chúng ta đưa thêm nguyên liệu vào, bao nhiêu nguyên liệu tùy thuộc vào cho chúng ta định nghĩa các cái hàm, cái việc ở trên này, cái hàm biến trên này chúng ta gọi cái khái niệm là gì, tham số của hàm. Kinh nhờ biến parameter ấy, kinh nắng được chưa? Đây là tham số này, giống như ở ngoài, ví dụ như bây giờ chúng ta lại xoay lại cái máy xay sinh tố này. Với con người ấy, thì chúng ta phân biệt rất rõ ràng giữa thịt và rau, cũng như là hoa quả, cụ thể là quả gì luôn. Ví dụ bây giờ đang là mùa dâu tây, đúng không? Sang mấy nữa là có mùa táo này, xong rồi mùa quả ổi này, có thể xay được dứa, biết đúng không? Chúng ta phân biệt rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa những cái thứ vào trong này, máy xay nó đều coi đấy là nguyên liệu, đúng không? Bởi vì đến lúc đấy là máy nó xử lý thì chúng ta không xử lý nữa rồi, nó chỉ có thực hiện, nó chỉ có biết là cái này nhét vào thì tao xay, đúng không? Chứ nó không quan tâm cái này là cái gì, xong chưa? Cái việc quan tâm cái này là cái gì là do con người muốn làm gì, xong chưa? Đấy như nhỉ? Và bây giờ đã cho nguyên liệu rồi và chúng ta bây giờ phải bấm nút, được chưa? Bấm nút này thì người ta gọi với một
gọi với một cái từ chuyên ngành ấy, gọi là inbox. Inbox hoặc chúng ta có thể gọi một cái từ call hoặc là từ excuse. Nhớ nhá, nhìn cái từ inbox nó tương đương với từ call, tương đương với từ excuse. Bây giờ inbox là gì? Có thằng nào chơi Dota không ạ? À? Thằng kém nhỉ? Thằng kia có chơi Dota không? Hả? Biết thằng tướng Invoker không? Có. Nè, nó này. Nó là từ máy xay sinh tố ra. Được chưa? Chàng nếu không biết từ này, translate ra Google dịch ra theo nghĩa của nó là gì? Chưa? Ta chưa? Là gì nhá? Viện dẫn. Đúng không ạ? Viện dẫn mới là đúng. Bởi vì chúng ta để những cái hàm mà chúng ta cứ định nghĩa là thế. Còn chúng ta dùng ở chỗ nào còn chưa biết đâu. Đúng không? Thích dùng ở chỗ nào thì dẫn các bạn. Đúng không? Còn tôi hay gọi cái từ này. Gọi hàm. Côn hàm. Được chưa? Thì ở đây ví dụ chúng ta có tính tổng. Chúng ta tiến hành thực hiện một câu lệnh duy nhất. Đó là echo ra cái số A cộng với số B. Vậy đó. Và chúng ta muốn thực thi cái hàm này thì tiến hành là tính tổng, truyền một số bất kỳ vào random từ 1 cho đến 10 và random từ 1 cho đến 100. Tôi vẫn biết là cái số nào. Được chưa? Và bây giờ chúng ta chặn cái file này. Localhost sược K31 B1 B1 là hôm nay là 4 mấy nhỉ? 47 đúng không? 65. Nguyên liệu đưa vào khác nhau thì cái giá trị output của nó ra cũng khác nhau. Xong chưa? Ông cho nhiều nước còn thì nó ra nhiều, nó có công nước to, còn cho ít nước còn thì nó được tí, thậm chí là không có nước. Cái chuyện bình thường. Được chưa? Đấy là khái niệm về cơ bản về hàm. Hàm ở đây tôi viết sẽ viết thêm định nghĩa của nó sẽ có thêm, có thể có thêm các tham số. Số lượng tham số vô hạn. Thích thêm bao nhiêu thêm. Ngoài ra hàm có thể return hoặc không. Được chưa? Chạy thử đi, code đi. Đây là một cái hàm chúng ta làm vu vơ thôi. Sau này chúng ta sẽ phải tự viết rất là nhiều thứ khác nhau.
Test đi xem có được không? Xem xét kiếm tiền. Được chưa? Thấy chưa? Rồi. Tiếp theo này, đây mới là lợi ích của hàm. Chúng ta lấy ý, hôm trước chúng ta vừa học thêm cái hàm gì còn nhớ? Còn nhớ cái hàm này không? Còn nhớ cái nào? Ý nghĩa là gì hả Linh? Trông mặt đần thối rồi. À. Nhanh lên để tôi phạt tiền nó, im mồm để tôi phạt tiền nó. Nó gọi một file gì đấy là file gì đấy? Ví dụ tôi sẽ tiến hành tạo một file đây là file library. Có biết cái từ này nghĩa là gì không vậy? Ờ à, đúng rồi. Rồi. Tôi sẽ tiến hành sử dụng cái function này. Cắt đi vứt rồi. Được chưa? Và ở đây tôi sẽ require cái library kia. Bây giờ tôi dùng tính tổng ở đây có được không? Thử nha. Vẫn chạy. Đúng không? Ngoài ra tôi tạo một file mới tên là index2.pp. Tôi bê nguyên cái code của bên này, tôi vứt sang. Tận dụng lại. Bây giờ tôi sang index2. À, kết quả tương đương đúng không? Thế vậy thì chúng ta có lợi ích gì khi mà viết tách những cái logic sang một hàm? Thành tâm đúng không? Hôm trước tôi cho xem chúng ta xem cái logic thực tế rồi đúng không? Nó rất là nặng và rất là nhiều, đúng không? Bây giờ ví dụ như cả lớp này cùng vào cùng làm một project do Linh là team leader chẳng hạn đấy, đúng không? Bây giờ trong cái dự án của chúng ta nó sẽ có rất là nhiều những cái hàm mà nó cần phải xử lý logic rất là nặng, đúng không? Không phải ai làm được, được chưa? Thế vậy thì nếu ví dụ Linh cho Đồng Tâm làm cái chức năng ABC nào đấy, cần một cái hàm xử lý một cái logic, cần cái phần đề quy. Đề quy là gì thì tôi giải thích cho. Được chưa? Tức là cái phần cốt cực khó. Được chưa? Và thằng Huy này là thằng Tâm này phải bắt buộc là phải làm được cái đấy thì mới là làm xong chức năng của mình. Thế nhưng mà cái là thằng Tâm ngu quá. Rồi đến năm này nhưng mà làm sao? Đúng không? Thế vậy thì cứ chờ được. Thế là làm sao bỏ của? Ông có cái phần bắt buộc phải có cái phần rất khó đấy mới xong được việc. Nhưng ông lại giỏi cái phần khác. Đấy, chẳng hạn thế. Thế cho nên là khi mà làm vào dự án ấy, thì người ta luôn luôn sẽ phải tách ra một cái phần riêng là phần thư viện. Trong đấy nó gồm những cái hàm chúng ta đã viết sẵn. Không biết là do thằng Tâm viết hay là Huy viết hay là thằng Thanh viết hay là thằng Cương viết. Bất kỳ ai viết một cái hàm logic nào đấy mà
và cảm thấy nó cần thiết thì đưa hết vào một cái file thư viện riêng, được chưa? Sau đó tất cả những cái người ở trong dự án của mình xem là trong những cái mớ hàng đã được viết sẵn kia đã có cái hàng nào phục vụ được công việc của mình hay không. Nếu có thì require những thư viện về và gọi hàng sẵn rồi, đúng không? Cái việc này nó sẽ giúp chúng ta cái gì? Thứ nhất, khi mà xây dựng được thư viện thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái code đã có sẵn của những người khác, đúng không? Cái thứ hai là team leader hoàn toàn có thể tách những cái thằng có kiểu dạng là tư duy tốt ra một nhóm riêng để cho nó ngồi nó xây dựng thư viện. Ví dụ như thằng Cương với thằng Huy này tư duy nó tốt chẳng hạn thì có thể là nhé, hai thằng cùng bắt lớn thì nhé. Đấy, hai thằng mày cứ đủ thủ ở dưới đấy ngồi viết thư viện đấy ra. Đấy, thế đó. Còn thằng Tân thì nó vẫn cứ làm công việc của nó cần. Huy vẫy đuôi cho anh, đưa cho anh nhà này. Đấy, thế là xong, đúng không? Có đơn giản hơn đâu. Mình tập trung vào làm những cái công việc của mình, còn những cái phần khó kệ chúng nó. Yeah, chúng nó được trả tiền chỉ để làm những cái việc khó thôi thì kệ chúng nó thôi, đúng không? Thì đấy gọi là phân cấp công việc và gọi là phân chia công việc một cách rõ ràng. Xây dựng thư viện thì công việc nó sẽ dễ dàng hơn, được chưa nhỉ? Tiếp theo đến một cái giỏ hơi nữa của các bạn này, đó là nếu mà chúng ta để đây này, để ý này, chúng ta chỉ gọi tính tổng, và trong cái hàm tính tổng này nó làm sao? Nó chỉ hiển thị, đơn giản là hiển thị cái giá trị cái ra ngoài màn hình thôi, đúng không? Nhưng mà nhiều khi những cái hàm của chúng ta nó không cần thiết để hiển thị ngay, nó chỉ cần muốn lấy lại tính toán một cái gì đấy thôi và trả về một giá trị, sau đó chúng ta lại biến đổi tiếp cái giá trị đấy. Thì giờ làm nào? Đúng rồi, nó không echo nữa mà nó sẽ giữ cái từ này. Đúng rồi, nó sẽ return một cái giá trị là cái kết quả của một cái gì đấy. Kết quả của một việc, một cái sự biến đổi hay còn gọi là một biểu thức nào đó trả lại cho cái nơi gọi cái hàm này. Thì ở đây ví dụ như trong index 2 này, tôi hoàn toàn có thể viết một cái biến hướng, ví dụ đô la là total bằng cái tính tổng này. Được chưa? Khi mà đã có return thì luôn luôn có một cái thứ để hướng, có thể là gán cho nó bằng một cái biến, hoặc chúng ta có thể thực thi luôn cái kết quả của cái hàm này với một phép tính nào đấy, thực thi luôn nên chuyện bình thường. Được chưa? Thì ví dụ như ở đây tôi tạo ra biến hướng thì tôi sẽ tiến hành là echo ra cái đô la total cộng với 10 chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Thì chúng ta sẽ có kết quả như sau. Đây nó sẽ ra là lúc này chúng ta có hai số, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có 104. Thằng này nghỉ học lâu lắm rồi đấy nhá, đúng không? Một buổi cộng với tuần trước nghỉ một buổi nữa là hai buổi rồi gì ạ? Tuần trước là cả lớp nghỉ, đúng không? Chúng ta biến đổi cái gì đấy thì kết quả vẫn ra. Nhưng mà nếu chúng ta sang thằng index này, tôi đố các bạn biết nó có ra output ra cái gì không? Vì sao không? Hả? Cái này có output ra cái gì không? Vì sao? Hả? Đâu, nó cộng với nhau rồi đây. Hãy bảo là không ai bảo là cái gì, có làm gì rồi. Nếu như ông với thằng Vi này vui chơi nhưng mà không ra kết quả nhỉ? Nó vẫn return và nó vẫn thực thi, tuy nhiên nó không echo. Như Linh này vui chơi cả kỳ trước, bây giờ phải đi học lại này, thì quá đấy. Yêu cầu như sau, đã hiểu về hàm chưa? Chưa thì bây giờ làm thì hiểu. Bây giờ bài toán sẽ như sau: tạo ra một mảng
tạo một hàm nhé, tạo một hàm, tạo ra một hàm giúp chúng ta có một mảng là số random từ 1 đến 1000, được chưa? Và cái mảng đó có x phần tử. Phần tử là x, tức là phần tử tôi không, tôi thích cho bao nhiêu vào đây thì cho. Ví dụ cái hàm của tôi sẽ như sau: đô la ARR, đây là cái kết quả nhá, sẽ bằng get random array bao gồm x, x ở đây là số tôi tự chọn tôi muốn, sau đó tôi sẽ vadam ra cái ARR kia. Các bạn bây giờ sẽ phải viết cho tôi cái hàm random ARR này. Ví dụ tôi điền x vào đây là 10, được chưa? Thì các bạn phải cho tôi được output cho tôi một cái hàm, một cái mảng có 10 phần tử, được chưa? Có 10 cái element ở trong, các element đều là số random từ 1 cho đến 1000, được chưa? Làm đi. Xong chưa? Hàm này dễ mà, tạo ra hàm xong rồi trong đấy làm một cái vòng for x lần, xong rồi tạo ra một cái mảng, mỗi một vòng for chạy thì gán cho cái mảng một cái giá trị bằng random của từ 1 đến 1000, cuối cùng là return cái mảng kia là xong. Quá gì đâu. Chúng ta đang học là 357 đúng không nhỉ? Mùng 10 là thứ tư. Đúng không? Đúng lịch.
chôn nhau. Xong chưa? Lâu thế. Thằng Nam đi lên bàn trên ngồi. Mày cứ ngồi đây xong mày lại cứ phụ thuộc vào nó. Ngồi tách ra. Hai thằng này lần sau cứ ngồi cạnh nhau là mỗi thằng 10.000. Bao giờ mày học giỏi thì bắt đầu là cho chúng mày quay lại với nhau. Còn không thì vẫn cứ thế. Không nhá. Chưa. Đứa nào xong sớm à, thằng ấy đâu nhỉ? Thằng Dương đâu nhỉ? Chưa đi học. Chưa đi học tức là nghỉ. Linh không nhá? Vô dụng. Học trước chúng nó cả 6 tháng giờ vẫn chưa làm được mấy cái hàm vớ vẩn. Cần thêm bao nhiêu phút nữa để làm được? Hả? Đây, gợi ý. Function. Đây gọi là số x. Được chưa? Có một cái mảng result bằng một cái mảng như này, tạo một vòng for. Đô la x code ở trong này, cuối cùng là return cái result. Thế gợi ý được đến thế thôi. Nay mà không làm được nữa thì chịu.
không nhớ. Sao? Đâu thế? Ở đây tôi chỉ thêm đúng một dòng nữa là sao? Cô em có offset. Cái gì mà offset? Em không biết. Ừ. Em không biết thì ai biết? Offset nó báo gì? Dòng bao nhiêu? Em viết gì ở đây nào? Xem nào? Viết cái gì vào đây ở đây? Em đang trôi. Hả? À? Em trôi cái gì ở đây? Đó là result. Result. Đô la y. Thế thôi thì chả chết. Đây hiện tại cái đoạn này mình cần phải làm cái gì nhỉ? Phần này mình phải làm gì? Làm hành động gì? Thêm phần tử vào trong mạng. Mỗi phần tử là một số random từ nằm trong khoảng 1 cho đến 1.000 đúng không? Đúng chưa? Thêm phần tử trong mạng làm nào? Thế này, gán cho nó bằng random từ 1 cho đến 1.000. Xong. Hết phim luôn. Tôi bảo làm đến đây rồi mà không làm được nữa thì chịu. Đây là ép phần tử cho mảng này, ép phần tử vào đuôi mảng này, thế thôi. Xong chưa? Test thử nào. Đây index 1 đây đúng không? ARR random 10 và bằng random ARR. Xong chưa? Bây giờ chúng ta có gì? Đúng 10 phần tử không?
các phần tử đều random cả. Bây giờ tôi sửa lại cái này thành 100. Size 100. Xong chưa? Xong chưa? Đấy, kết quả đây. Còn gì nữa, nó quá dễ luôn. Thẳng hàng nào? Muốn thẳng hàng hả? Đây gì? Eco Free. Đấy. Thêm cái đoạn này vào thì nó mới thẳng được. Cống rãnh so sánh với đại dương. Cái máy cùi bắp này bị so sánh với máy xịn của tôi nó mà được. Máy tối hôm qua là còn vừa đi cho đi tắm trắng. Với cái gì? Biến ARR ấy à? Cái hàm run được ARR đó là hàm có đi tôi. Thế vậy thì em phải gán nó bằng cái biến để nó hứng cái giá trị kia. Không có trả về đâu. Em chỉ muốn ban ra thì nếu mà chỉ muốn hiển thị ra thì em hoàn toàn có thể làm như này. Không ai cấm cả. Này được. Thấy chưa? Nó hiển thị luôn kết quả của thằng kia, của cái hàm kia. Nhưng làm này nó hơi khó hiểu. Thế nó viết như này. Được chưa? Bây giờ biến đổi cái hàm một chút. Biến đổi cái hàm hiện tại một chút. Tức là vẫn giữ nguyên cái hàm random ARR đấy nhá. Nó viết thêm hàm mới ấy. Yêu cầu thay đổi. Viết cho tôi một hàm là sinh ra các số chẵn vẫn là x phần tử. Đây yêu cầu bài 2. Tạo hàm ARR chẵn là odd thì sao nhỉ? Không nhớ lắm, không nhớ cái từ chẵn lẻ lắm. ARR odd này nhận x tạo ra một mảng chứa toàn số chẵn, chứa toàn số chẵn, và mảng này có x phần tử. Cái này khác cái trước đấy nha. Tay nghe thấy bệnh kinh.
Ui giời ơi. Đếm xem bao nhiêu phút. Có một tiếng thôi mà. Bây giờ 8:28 rồi. Không, chỉ 30.000 thôi. 60.000 hai thằng. Được. Không thể tin được. Hai thằng này hẹn hò nhau thôi. À, tranh thủ đúng không? Tranh thủ và thủ. Lâu đấy. Lâu đấy. Không phải sang cái gì ta thích. Sao rồi ngủ muộn cả phòng à? Thằng nào tắt? Con bé ở giường bên cạnh tắt chuông báo thức của em đi. Thế thì phải phạt thằng này đến 100.000 được. Linh tiếc. Ước gì mình được như em ý. Xong chưa Nam? Gì mà không chạy?
sai để tìm lỗi sai đi, và đâm đai liên tục vào. Đâu đọc cho tôi cái hàm của ông nào, tôi coi nào. Rồi, đọc cho tôi cái hàm của ông nào. Function add odd đô la x đúng chưa? Cứ cho là như này đi. Rồi đô la result bằng giống hả? For nhìn thấy for đã thấy sai rồi. Nhưng cứ đọc đi. For y cho đến đô la x nhà đúng không? Xong sao? If cái gì mà chia hết cho 2? Cái gì chia hết cho 2? Y hả? Tại sao lại là y? Ừ thì tất nhiên là sai rồi, nhưng mà cứ nói đi để còn sửa. Result bằng cái gì? Bằng cái y hả? Này hả? Phân biệt rõ ràng là y là cái gì? Nhìn kỹ đã đi, đi đây là y này. Y bằng 0 đúng không? Đúng chưa? Y nhỏ hơn đô la x. X là cái số truyền vào ở đây. Và y cộng cộng, tức là y sẽ tăng từ 0 cho đến nhỏ hơn x một đơn vị. Đúng không? Chuẩn chưa? Cho nên em dùng y ở đây là không đúng không? Và ngoài ra không dùng vòng lặp for này, mà chúng ta phải có một cái biến gì? Gì? Y cao, cao của result, cao của result nó gì? Nhỏ hơn so với x. Nếu mà còn nhỏ hơn thì thực hiện cái gì đấy ở trong này. Sau đó return đô la result. Này chứ. Nhỏ hơn hoặc bằng thì quên.
Xong chưa? Hả? Nam xong chưa? Tại sao? Nào đây này. Number bằng random của 1 trên 1000 đúng không? Đây là cái số random ra đúng không? Hiểu không? Đến đây có hiểu không nào? Cả cái đoạn trên cũng hiểu luôn. Rồi nha. Rồi if number chia cho 2 bằng 0 thì sao? Result add thêm một phần tử bằng number. Xong chưa? Có thế thôi chứ có cái gì đâu. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành gọi cái hàm này là bằng ví dụ $ARR bằng add odd của 20 phần tử thôi. Và đâm ARR. Thử xem có chạy không? Xong chưa? Nam có hiểu không? Có nhưng mà Văn, xử lý đi. Dễ quá. Dễ quá. Đấy, tao bảo mày sai từ đoạn đấy mà được chứ thế nào?
Rồi 21 mình sai rồi. Cái này chỉ bằng thôi, là nhỏ hơn thôi. Được chưa? Toàn đăng số chặn. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục. Nào, tiếp tục. Tìm cho tôi một mảng. Đây, tôi copy cái này vứt sang bên kia rồi nhé. Cái gì đấy? Tâm làm gì đấy? Thích nhại không? Muốn nhại tôi rất dễ. Ông Thằng Tâm nó không có tiền đâu. Tí nữa ông Tâm chép lại toàn bộ cái hàm, cái file library, kể cả phần comment này. Hàm này sẽ còn dài. Chép cho tôi 20 lần. Em ruột cũng khác cha khác mẹ luôn đúng không? Rồi. Tạo một hàm. Lấy ra đô la x số random chia hết cho số y. Đô la ARR bằng minus number. Đúng rồi, đây là số y này. Số y là số là sẽ được chia, được chưa? Số x là số phần tử, sẽ chia hết cho nó trong khoảng từ 1 đến 1.000.
không kìa? Thằng Nam không kìa? Dương đâu rồi? Xong chưa? Ôi, quá. Mày có thể biết cái gì đâu mà mày nói xong được hả Nam? Hả? Viết là hoàn của tế bào tạo hóa. Viết tiền hàm là kìa, tiền hàm kìa. Gì? Mày chỉ mày không biết đặt dài, mày đặt ngắn thôi. Đặt mi. Cái thằng người này, cái thằng tổ chết. Có biết là trong các ngôn ngữ nó sẽ có những cái từ khóa mà không được phép đặt trùng không? Tham số đâu? Số y là số sẽ được chia. Rồi giờ sao? Nó không khác gì cái hàm vừa rồi đấy. Không thèm biết làm sao mình làm sao được. Mày đào đâu rồi thì phải đi. Nó chạy cái này nhưng mà ít phải đi là tồn tại đâu mà nó chạy. Sai nhé. Cái gì lên họ đi sáng đi đấy. Cái này là cái gì? Không. Cái này ông gọi hàng như rồi đóng ở hoặc nhọn là như thế nào? Làm gì ông cũng phát như vậy? Nhìn lại tất cả các hàng khác tôi biết thế nào? Chữ ô là cái gì? Đúng chưa? Không ăn phải đúng chưa? Tối khác rồi đúng không? Đi chưa? Chạy bị lỗi. Lại trả lỗi. Ta thêm V rồi mà đi làm gì hả? Nhét vào trong ngàn, lại còn xuống trong ngàn gì? Cái điên à? Cái A kia là cái gì? Mở cốt ra. Đây này, nó xài đây này. Rồi, sáng chỉ cho nó, nhanh lên. Sáng sửa cho nó, thằng này không chỉ đâu hả, mấy lần dưới kia. Được chưa? Chưa?
Sai rồi. Văn. Giải quyết. Xong chưa? Không có đi xuống bàn dưới. Khanh xuống bàn dưới kia có hai thằng. Sao Linh lại bỏ rơi mấy thằng kia kia đã xong chưa? Dạ. Không nhờ.
Quá sân tăng thì em cũng thấy. Tự nghĩ ra thêm hai bài nữa làm cho tôi nhanh lên. Viết hàm lọc, viết hàm nhận một chuỗi bất kỳ chuỗi nhá, là tách ấy,
Thấy chưa? Lọc ra tất cả các ký tự nguyên âm. Nhanh này. Thank you.
xích lô giờ con chơi trò này. Cái này cũng gần 20 năm rồi kia. Được chưa? Nào, tiếp tục. Bài khó hơn này. Chúng ta có một cái mảng. Cái mớ ở trên comment vào nhá. Cái gì mà PHP chạy một cái? Tôi không muốn chúng ta bị phân tán nó vào những cái hàm khác xem sao. Vào một cái mảng từ mười này. Xong chưa? Được chưa? Trong cái mảng này viết hàm tìm tổ hợp hai số có tổng lớn nhất. Tổ hợp hai số khác nhau có tổng lớn nhất. Tự viết hàm. Ví dụ như chúng ta phải kiểm tra 1 cộng 2, 1 cộng 3, 1 cộng 4, 1 cộng 5 các thứ các kiểu. Xong rồi đến 2 cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6, cộng 7 tiếp các kiểu cho đến 9 cộng 10 và dừng lại đấy. Không được giống nhau. Chứ không thì 10 cộng 10 thì còn nói làm gì. Đáng lẽ ra là cái ADR này nó sẽ phải như này. For và có nhầm. Bị nhầm với lại JavaScript. 10 ADR bằng random 1 cho đến 20. Đấy. Tìm tổ hợp hai số lớn nhất. Được chưa? Trong trường hợp mà chúng nó trùng nhau như này thì chấp nhận. Được chưa? Nhưng mà tóm lại chúng nó vẫn không phải là tổ hợp lớn nhất. Dùng cái này. Bài này rất khó đấy. Cộng
làm gì? Làm gì ông cứ nói bây giờ nào? Sao suốt ngày ông rủ tôi đi cà phê vậy? Hả? Bao thì đi, hôm nay không mang tiền. Quên đi rồi. Đúng rồi. Không thì chuyển khoản đấy, chơi chuyển hoặc chuyển khoản đấy. Ông có tiền mặt đâu, ông chuyển khoản đấy. Được. Tí nữa về tôi chạy ra. Nha. Hôm nay quên không mang ví. Quên có mục đích. Tôi có mất vé đâu, tiền vé đâu. Đấy, có cái thẻ này là không mất này. Chim chim cái gì? Xong chưa? Mấy con vẹo. Thế nhỉ?
biết làm bài này nào. Linh, bài này sẽ làm như nào? Bạn không có thầy. Bài này sẽ xử lý nó như nào? Cũng hay, cũng hay, chuẩn. Một phương pháp làm rất hay. Sắp xếp các phần tử tăng dần, rồi lấy hai thằng to nhất cộng với nhau là xong, đúng không? Chuẩn. Làm cái gì? Quan trọng là làm nhau để nó tăng dần, đúng không? Đúng không? Anh là hai số lớn nhất khác nhau, đúng. Dễ mà, chạy hai vòng for là sao? Đúng không? Tách ra hai cái vòng for là sao? Rồi đây là bài về nhà nhá. Buổi sau mà để làm thiếu kể cả gì? Thì... bài về nhà luôn. Không được dùng các hàm sort có sẵn ở trong PHP và phải tự viết hàm sort hàm sắp xếp. Sort là S O R T. Vâng. Không phải S O R T đâu. Thế vừa bảo